Trong trận đấu thứ 7 khoác áo Inter Miami, Messi đã ghi một siêu phản tuyệt đẹp từ bên ngoài vòng cấm để giúp câu lạc bộ tiểu bang Florida xưng vương tại League Cup. Lịch sử, đó quả thực là lịch sử. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, huyền thoại người Argentina tạo ra quá nhiều điều khác biệt, giúp Inter Miami từ chỗ là câu lạc bộ non trẻ vốn chẳng được đánh giá cao, đi đến vị thế của một đội bóng hàng đầu nước Mỹ và giờ họ đã là nhà vô địch. Trong suốt những tuần qua, vận may của Inter Miami hoàn toàn thay đổi. Màn trình diễn của nhà vô địch thế giới giúp lối chơi của họ tìm được sự kết dính, đồng thời tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Với riêng Messi, đây có lẽ cũng chính là khoảng thời gian mà anh hạnh phúc nhất. Rũ bỏ áp lực về những sự soi mói, chỉ trích, người hâm mộ giờ đây luôn chứng kiến nụ cười thường trực trên môi của huyền thoại người Argentina. 10 bàn thắng, 7 trận đấu, hiệu suất tới 1,4 bàn mỗi trận. Rõ ràng Messi đang thi đấu với tâm trạng thoải mái, cùng sự phấn khích được đẩy lên cao độ. Và chính điều đó là một phần chất xúc tác mở ra những bước ngoặt lịch sử của Inter Miami. Ngày Messi đặt chân lên đất Mỹ, chào đón anh là một cơn mưa xối xả ở phía nam tiểu bang Florida. Với nhiều người, đây có lẽ là điều không may. Nhưng tỷ phú đứng sau thương vụ này, ông Hotmart lại không nghĩ như vậy. Với một người đặc biệt như Messi, chắc chắn cách chào đón cũng phải diễn ra theo kiểu độc lạ. Cơn mưa này là món quà để chào đón Messi, vì đây là nước thánh. Đó là một tuyên bố có phần ngông cuồng, nhưng cũng không sai được khi đánh giá vị thế thánh thần của huyền thoại người Argentina. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, người hâm mộ hành hương đến DRVPNK không phải xem Messi thi đấu, mà đến chỉ nhìn thấy anh đứng phát biểu và vẫy tay chào. Ai cũng mang trong mình niềm hân hoan vô bờ, mặc những chiếc áo đấu của đội tuyển Argentina, của Inter Miami và thầm mừng tượng về khoảnh khắc lịch sử. Đây là thời điểm mà chúng ta sẽ thay đổi bóng đá nước Mỹ. Khi tôi và David gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đã mơ về bộ mặt đại diện của Inter Miami. Chúng tôi cố gắng chiêu mộ không chỉ những cầu thủ ưu tú, mà còn cả những ngôi sao xuất sắc nhất trong làng bóng cầu. Và đó chính là Messi, tỷ phú Hotmart nhấn mạnh. Phát biểu trên podcast Offside, cuối cựu của thủ người Mỹ Taylor Twellman, Phil Neville cho biết: "Tôi luôn có cảm giác trong sâu thẳm rằng mình sẽ không ở Miami nữa khi Messi sắp đến đây. Tôi nói rằng không phải tôi thiếu tự tin vào bản thân, nhưng thương vụ này rất khác. Bởi vì đó không phải là việc ký hợp đồng với Higuain hay Matuidi. Bạn hãy nhìn khắp thế giới đi, theo cách mà Messi trải qua ở những câu lạc bộ khác, và luôn có những huấn luyện viên giỏi nhất chỉ đạo cậu ấy. Điểm mấu chốt đối với tôi là hãy quên Messi đi. Kết quả không đủ tốt trong tháng trước chính là lý do khiến tôi phải ra đi." Chia tay Phil Neville, Inter Miami đã tìm đến Martino, và kể từ đó huấn luyện viên đồng hương của Messi đã giúp đội bóng này hoàn toàn lột xác. Bước ngoặt được mở ra trong một trang mới không chỉ với Inter Miami và Verin Apuga. Ở nước Mỹ, huyền thoại 36 tuổi được hưởng thụ những điều mà trước kia anh chưa bao giờ có được, đó là sự riêng tư. Dĩ nhiên với một ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi, sự riêng tư không thể đạt mức tuyệt đối, nhưng chắc chắn một thứ vẫn rất thoải mái và dễ chịu hơn hẳn so với những chuỗi ngày bận rộn của anh tại châu Âu. Gia đình Messi thoải mái đi siêu thị mà không bị quấy rầy bởi đám đông cuồng nhiệt. Có lẽ sự tự do này cũng chính là lý do Messi giải tỏa tâm lý và mang đến những màn trình diễn tuyệt hảo. Ngay từ khi tôi đặt chân đến đây, những sự chào đón đã là rất ấn tượng. Đây là một thành phố có nhiều người Latin, vì vậy một thứ dễ dàng hơn đôi chút cho tôi khi họ rất gần gũi và quan tâm. Inter Miami và người dân ở đây đã tạo điều kiện tuyệt vời để giúp chúng tôi dễ dàng thích nghi. Tôi đến Mỹ để tìm sự hạnh phúc và tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong sự nghiệp của mình. Và thật may mắn, gia đình của tôi cũng rất hạnh phúc, không chỉ vì bóng đá mà cả cuộc sống hàng ngày nữa. Với đẳng cấp cũng như kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường khắc nghiệt hàng đầu thế giới, đôi khi người hâm mộ còn lầm tưởng chủ nhân của bảy cuộc bóng vàng đến Inter Miami trong tư cách là một trợ lý huấn luyện viên, dìu dắt và chỉ bảo những cầu thủ trẻ. Messi luôn cố gắng đưa ra những lời khuyên giúp chúng tôi thêm phần tự tin và hoàn thiện mình hơn. David Ruiz, sao trẻ của Inter Miami, bày tỏ sự phấn khích khi được thi đấu bên cạnh Messi. Rõ ràng, không chỉ đóng góp trực tiếp bằng những bàn thắng hay những kiến tạo, với Messi, đó còn là sự hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần cho toàn đội. Trước khi Messi đến, Inter Miami là một đội bóng thiếu tự tin và xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng miền Đông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, họ đã lột xác đi kèm với một sự phấn khích mới. Đích thân huấn luyện viên Gerardo Martino cũng thừa nhận. Sự xuất hiện của Messi, Alba hay Busquets mang đến cho những cầu thủ trẻ rất nhiều sự tự tin. Họ cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn khi chơi bên cạnh những cầu thủ vĩ đại. Chính vì vậy, mọi người đều chơi bóng với một tâm lý rất thoải mái. Sự xuất hiện của Messi mang đến một luồng gió mới, giúp Inter Miami thu hút được nhiều sự quan tâm. Không chỉ với các trận đấu trên sân nhà, mà ngay cả trong những chuyến làm khách, chủ nhân bảy quả bóng vàng cũng nhận được sự chào đón rất nồng hậu và cuồng nhiệt.
trên khắp các khán đài, ngập tràn áo đấu và hình ảnh của Man City. Quả thực đó là một bầu không khí đáng kinh ngạc và phấn khích từ những cầu thủ viên nước Mỹ. Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng trong tất cả những lĩnh vực như LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams cũng đều dành thời gian đến sân theo dõi Messi thi đấu. Và rõ ràng, Messi cũng biết cách chiều lòng người hâm mộ bởi những màn trình diễn không có bất kỳ điểm xước nào. Có một sự thật là kể từ sau khi rời Barcelona, Messi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, nhất là trong khoảng thời gian chơi tại Pháp. Việc chuyển đến PSG không phải là điều tôi mong muốn, tôi chưa bao giờ muốn rời Barcelona. Ngày qua ngày, tôi phải nhanh chóng làm quen với môi trường mới sau nhiều năm ở Barcelona. Nó thật khó khăn, nhưng may mắn nó rất khác với những gì đang xảy ra với tôi bây giờ ở Miami. Không chỉ riêng Messi, gia đình nhỏ của anh cũng khiến các cổ động viên phải phấn khích. Sau một trận đấu của Messi, Thiago, Matteo và Ciro đều hí hửng xuống sân và nỗ lực bắt chước những kỹ thuật điều nghệ của ba mình. Tất cả đều mặc trên mình màu áo hồng đen truyền thống của Inter Miami. Đây là những khoảnh khắc mà bọn trẻ sẽ không bao giờ quên bởi những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thành thật mà nói, sinh ra trong một gia đình có một người ba vĩ đại như Messi, các con của anh khó đòi hỏi một cuộc sống bình thường. Nhưng ít nhất ở nước Mỹ, mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách bình thường, an toàn và thoải mái nhất cho những đứa trẻ. Và biết đâu trong tương lai, Thiago, Matteo hay Ciro đều có thể tiếp bước cha mình để trở thành một ngôi sao xuất sắc. Sau tất cả, việc đặt chân đến Inter Miami mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc sống lẫn sự nghiệp của Ampunga và của chính câu lạc bộ này. 13 thắng, 7 trận đấu. Rõ ràng, Messi đang cho thấy sự thích nghi quá nhanh chóng, đi kèm với tầm ảnh hưởng vô đổi. Chiếc vô địch League Cup là danh hiệu đầu tiên của Inter Miami kể từ khi câu lạc bộ này thành lập năm 2018. Hiển nhiên đây cũng là danh hiệu đầu tiên của huyền thoại người Argentina trên đất Mỹ. Bạn có thể nghĩ rằng sau khi vô địch World Cup, quả bóng vàng là điều duy nhất tôi còn thiếu. Nhưng thật ra lúc này tôi không còn nghĩ nhiều về quả bóng vàng. Như đã nói lúc trước, tôi quan trọng những danh hiệu tập thể hơn. World Cup là giải thưởng lớn nhất của tôi. Bây giờ tôi vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Và thành thật mà nói, tôi không nghĩ gì về quả bóng vàng. Nếu tôi giành được thì tốt, nếu không thì cũng không sao cả. Rõ ràng, chiếc vô địch League Cup cùng với Inter Miami quan trọng hơn. Dẫu vậy, một thứ chắc chắn chỉ mới là khởi đầu của Lionel Messi. Chương tiếp theo sẽ tiếp tục mở ra với những câu chuyện hào hùng, lịch sử cùng với đội bóng của huyền thoại David Beckham.